Trước khi những mẫu xe như Toyota Raize, Corolla Cross, Avanza Premier hay Veloz Cross về Việt Nam cứu vãn doanh số đang trên đà lao dốc của hãng xe Nhật Bản, đã có những mẫu xe bị khách hàng ghẻ lạnh vì kém thuyết phục so với các mẫu xe đối thủ cùng phân khúc, chủ yếu đến từ mặt trang bị tiện nghi, thiết kế nhàm chán hay vận hành thiếu cảm xúc. 1. Toyota Wigo Nằm trong phân khúc xe đô thị hạng A, Toyota Wigo cạnh tranh với Kia Morning. Hyundai Grand i10, Honda Brio hay VinFast Fadil. Về doanh số, Wigo là mẫu xe có con số khiêm tốn nhất trong phân khúc, dù sở hữu thương hiệu bán chạy hàng đầu thế giới. Mẫu xe này không tạo được ấn tượng tích cực về khả năng vận hành, nhiều người dùng đánh giá xe cách âm kém, thân vỏ mỏng manh, và cũng không thật sự tiết kiệm xăng so với các mẫu xe đối thủ. Thực tế, trong thời gian đầu bán ra thị trường, Toyota Wigo cũng tạo được doanh số tốt, do đáp ứng nhu cầu của những khách hàng yêu thích thương hiệu Nhật Bản. Tuy nhiên doanh số của mẫu xe này giảm dần và hiện tại là thấp nhất phân khúc trong thời gian qua. Trong 2 tháng gần nhất năm 2022, Toyota Wigo chỉ bán được 86 chiếc trong tháng 3 và 33 chiếc trong tháng 4. 2. Toyota Innova Innova từng là vua doanh số một thời trong phân khúc xe MPV, hơn một thập kỷ chiếc xe có mặt trên thị trường gần, như không có đối thủ nào xứng tầm để cạnh tranh. Tuy nhiên từ khi những Mitsubishi Spander hay Suzuki Eriga XL7 xuất hiện, Innova dần biến mất trên bảng xếp hạng những dòng xe bán chạy. Thậm chí có lúc, chiếc MPV này lọt top xe bán ế nhất thị trường Việt Nam. Việc Toyota Innova bị các đối thủ vượt khách, vượt mặt về doanh số bán hàng là chuyện có thể chấp nhận được. Thế nhưng, việc một ông vua phải đua top xe bán ế là câu chuyện mà không nhiều nghĩ sẽ xảy ra với Toyota Innova. Theo đó, trong 2 tháng gần nhất, Toyota Innova chỉ bán được 212 xe trong tháng 3 và đỉnh điểm là 91 xe trong tháng 4. Kết quả này phần nào chứng minh, Toyota Innova đã thực sự không còn chỗ đứng trong phân khúc MPV. Với những con số không biết nói dối, hãng xe Nhật Bản cần nhìn nhận thực tế và có những thay đổi để Toyota Innova không xa lầy thêm tại chính nơi mà nó đã sưng hùm, sưng bá hơn một thập kỷ. 3. Toyota Corolla Antis Với doanh số bán ra 336 chiếc trong tháng 4, chưa bằng 1/5 doanh số của Kia K3, Toyota Corolla Antis 2022 gây thất vọng lớn ngay tháng đầu tiên mở bán thế hệ mới, tại Việt Nam. Trước đó, thế hệ cũ của dòng xe Toyota Corolla Antis cũng đã bị người dùng Việt Nam, quay lưng từ lâu, doanh số liên tục nằm trong nhóm thấp nhất phân khúc, có giai đoạn nhiều người tin rằng dòng xe này có thể bị khai tử, nhường chỗ cho Corolla Cross, một chiếc xe gầm cao có cùng tầm giá. Toyota Corolla Antis 2022 hiện được bán ra thị trường Việt Nam với 3 phiên bản G, V và HEV giá bán lần lượt 719 triệu, 765 triệu và 860 triệu. Màu trắng ngọc cộng thêm 8 triệu. Mức giá này là không quá cao nếu so với các đối thủ cùng quốc tịch như Mazda 3 và Honda Civic. Tuy nhiên, nếu so với Kia Kaba hay Hyundai Elantra thì Corolla Antis đắt hơn đáng kể, nhưng không quá nhiều nổi trội mang tính thuyết phục. 4. Toyota Hilux Không ai có thể tin rằng Toyota Hilux... Trong hai tháng vừa qua đã âm thầm lọt top xe bán ê nhất thị trường với doanh số đúng một chiếc tại Việt Nam. Với kết quả này, nhiều người đang nghĩ đến viễn cảnh chiếc bán tải danh tiếng của Nhật Bản có khả năng bị khai tử như Rus. Thậm chí, kết quả bán hàng của Toyota Hilux đang kém hơn cả Isuzu D-Max, một mẫu xe vốn nằm trong danh sách những sản phẩm bán chậm nhất Việt Nam. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Toyota Hilux chỉ bán được 10 chiếc, trong khi đó Isuzu D-Max bán ra thị trường được 347 chiếc. Một mẫu xe vốn gặp nhiều khó khăn trong phân khúc bán tải, như Mazda BT-50 cũng đã bán ra 271 chiếc từ đầu năm đến nay. Những con số này cho thấy rõ ràng Toyota Hilux đã bị người dùng Việt Nam lãng quên, không hề được nhớ tới khi chọn mua xe bán tải. Tất nhiên, Forerunner vẫn là chiếc xe bán tải đứng đầu phân khúc trong năm 2022. 5. Hàng loạt xe Toyota khác Không chỉ có những mẫu xe kể trên, Toyota còn sở hữu nhiều dòng xe khác nằm trong top ế vì có giá bán quá cao hoặc không phù hợp với thị hiếu khách hàng Việt Nam. Có thể kể ra những chiếc xe trong danh sách này như Toyota Hiace, Granvia, Alphard với doanh số tính từ đầu năm 2022 đến nay lần lượt là 32, 5 và 28 chiếc xe cộ.